Donate là gì vậy anh Leo? Là sự trân trọng, là việc trả tiền cho những món ăn tinh thần mà anh đang nấu đó. Món ăn tinh thần là gì? Là mấy cái clip anh làm đó. Mấy em cũng biết là nếu mà mình ăn đồ ngon đồ bổ thì cơ thể mình sẽ khỏe mạnh. Nếu mà mình coi phim hay, coi cuốn sách xịn thì đó mình sẽ phát triển mở mang. Thì những cái clip của anh nó cũng giúp cho đó mở mang phát triển như vậy. Nó là món ăn tinh thần đó. Ủa, vậy sao phải donate? YouTube free mà. Chứ lại nó có quảng cáo ra tiền cho anh rồi. Donate gì nữa? Đúng là free. Cho nên nếu mấy em trân trọng anh thì mấy em donate, còn không mấy em có thể share clip được. Anh đâu có bắt, đúng không? Nhưng cũng chính vì cái free đó cho nên YouTube Việt Nam á có cái hàm lượng chất xám nó rất là đáng báo động. Mấy em bật YouTube Việt Nam lên sẽ thấy ca nhạc, game show, những trò giả chó, những cái clip ba lắp ba xàm chạy theo scandal này nọ không thôi à. Còn những cái clip tri thức á view rất thấp. View thấp thì sẽ không có nhiều quảng cáo, sẽ thu được rất là ít tiền. Người làm tri thức bởi vậy cũng rất nghèo. Và không ai làm tri thức, người ta chạy người ta làm trò bá lắp bá sạm. Nhưng anh vẫn tiếp tục làm tri thức, bởi vì anh nghĩ là mọi người sẽ trân trọng tri thức của anh thức donate, đúng không? Ok, vậy giờ tôi donate 5.000, 10.000 ha. Của ít lòng nhiều, được chưa? Anh cảm ơn cái tấm lòng của em, nhưng anh rất là buồn về những con số đó. Nó không có đúng với cái công sức của anh bỏ ra. Mấy em có biết hồi xưa anh làm mấy clip nhảm nhảm 5 phút thôi, mấy công ty quảng cáo trả cho anh từ 2.000 đến 4.000 đô. Thành ra lâu lâu anh mới làm một clip, có quảng cáo anh mới làm, chứ không làm uổng sao? Nhưng sau đó anh phát hiện đây là clip nhảm nó nhiều quá. Còn clip tri thức nói về những cái nỗi khổ của người dân thì không có. Cái anh làm mấy cái đó, kết quả là mấy công ty quảng cáo nó bỏ, nó không chơi với anh nữa, tại vì nó sợ. Nhưng anh biết fan của streamer, của ca sĩ, diễn viên á sẽ nuôi được những người đó mua nhà, mua xe, giàu luôn. Vậy thì fan của tri thức của anh Leo chắc chắn cũng sẽ nuôi anh Leo giàu được, cũng mua nhà mua xe được chứ. Cho nên hồi xưa mấy tháng anh mới làm một clip 5 phút, còn giờ á một tuần anh làm 3 clip, một clip dài 15 phút, thậm chí là có cái livestream một tiếng dốc ruột dốc gan nói những cái lời khuyên để hy vọng tương lai, thậm chí còn phát triển vượt qua anh nữa là anh vui lắm á. Cho kết quả anh nhận được gì? Những khoản tiền gửi xe 5.000, những tờ giấy số 10.000. Anh buồn được không mấy đứa? Rồi vậy bây giờ anh muốn nhiều anh nói đi. Nếu mấy em không muốn donate, mấy em không có tiền donate, mấy em không cần phải donate, mấy em có thể share clip thôi cũng được, không sao. Nhưng nếu mấy em donate, mấy em có thể làm một ngày 5.000, 10.000 để dành một tháng donate 150, 300, anh sẽ vui hơn. Hoặc là mỗi lần thấy anh lên clip á donate 50%, giống như là mấy em đang ăn một cái món ăn ngon vậy đó, trời ơi, lúc đó là anh còn vui nữa. Còn không á, 100 triệu, 1 tỷ, anh cực vui luôn, anh cảm thấy mình được trân trọng, thích lắm. Ủa có 300, có 150, tôi để làm gì khác cho tôi, donate cho anh làm gì? Như vậy có nghĩa là em chỉ coi cái công việc của anh nó xứng với lại 5.000, 10.000 thôi đúng không? Vậy anh buồn được không em? Vậy thì anh mở cái trang web mà coi trả tiền đi. Ai trả tiền mới được coi đi, chứ mỗi lần coi clip của anh thấy chữ donate tôi bực mình lắm anh ơi. Có một trang như vậy, patreon.com sự dữ liệu nè, anh đã nói rất là nhiều lần rồi. Và những người ở trong đó người ta donate cho anh một tháng là từ 10 đô cho đến 150 đô. Mà mấy em có biết điều kỳ lạ là gì không? Là những cái họ coi á y chang như những cái mấy em coi luôn, không có khác gì hết. Họ chỉ đơn giản là được xem trước, được kết bạn với anh, được chat riêng với anh, nói chung là support tinh thần thôi. Chứ còn về nội dung của họ và em y chang như nhau, em không trả tiền em cũng được coi y chang như họ luôn, không khác gì hết. Tại sao họ lại làm chuyện khùng điên như vậy? Là bởi vì họ hiểu được những gì nãy giờ anh nói mà không cần anh phải nói. Họ biết cái công sức của anh bỏ ra như thế nào, và đồng thời qua cái hình thức donate đó, họ muốn gửi một cái thông điệp tới tương lai rằng ai mà làm tri thức vẫn có thể giàu được ở đất nước này. Các em biết cái thông điệp đó nó có ý nghĩa tới mức như thế nào không? Nó có ý nghĩa rằng là khi mà người ta phát hiện ra là mình không cần làm thứ nhảm nhí, mình vẫn có thể giàu có bằng tri thức, bằng khả năng của mình, thì sẽ không ai làm thứ nhảm nhí nữa. Cái hàm lượng tri thức của YouTube Việt Nam nó sẽ tăng lên, cái tương lai nó cũng được hưởng lợi từ phía đó luôn. Tại vì giữa một cái thằng làm trò nhảm nhí, giả chó, nhiều tiền và một người tri thức mà nhiều tiền thì ai cũng muốn làm người tri thức hết. Tại vì người đó sẽ nhận được sự tôn trọng, và tất cả chỉ đến từ cái chuyện là donate thôi. Đó chính là một khoản đầu tư vào tương lai của những người đã và đang donate cho anh. Anh rất cảm ơn họ vì điều đó. Và mỗi khi nhìn thấy những cái khoản 5.000, 10.000, anh cảm thấy rất là buồn. Và anh hy vọng là qua cái clip này, mấy em đã hiểu được tấm lòng của anh. Và mấy em không hiểu sai như là những cái comment suốt ngày vô thoá mạ anh nữa. Cảm ơn mọi người.